Rồi, xin chào anh em. Hôm nay tôi giới thiệu anh em một cái bộ đo điện áp đỉnh. Thì trong tài liệu của Honda nó có một cái là trong phần hệ thống đánh lửa. Kiểm tra hệ thống đánh lửa nó sẽ có một cái kêu là dụng cụ đo điện áp đỉnh. Thì cái điện áp đỉnh này nó đo được cái tầng cái điện áp mà tại mô bên đánh lửa là cao nhất của nó là bao nhiêu. Thì thường thường cái này á, trong cái tài liệu Honda nó ghi á là điện áp của cuộn kích phát điện này của cuộn đánh lửa nè. Thì có nghĩa là nó là coi như là nhỏ nhất là 75V. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đo trên cái xe này thì nó là bao nhiêu V nè. Thì 75V nó mới có lửa nổ. Còn bây giờ tôi sẽ đo trên xe sống luôn. Đây, bây giờ tôi tiến hành bật khóa lên và đề máy xe. Nếu mà xe nổ anh em thì đây cắm que cắm vào VOM mình. Ta bật lên 600V nè, một chiều. Rồi tiến hành đo là dây ngay dây điều khiển nguồn điện lửa nè. Dây xanh sọc vàng học xanh nè, đo ngay đây anh đo dưới mát ha. Đấy, hiểu nè, điện áp đỉnh nó sẽ lên 423V ha. Đấy, thì ngoài ra chúng ta có thể kiểm tra được điện áp đỉnh của cuộn sạc, có nghĩa là cuộn phát điện ở dưới vô lăng lên. Thì tiến hành đo luôn ha. Đấy, tiến hành đo để khoảng là 14V. Đấy, khoảng 14V. Thì đó, tiến hành quá trình kiểm tra điện áp đỉnh trên cái dòng xe phổ thông Honda Yamaha luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Hãy like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi.